Đầu tiên thì chúng ta vào cái phần sản phẩm này, nó có phần hình ảnh nên ở đây chúng ta hơi khó. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ tạo cái đồ studio cho việc mà thêm xóa sửa sản phẩm. Lưu ý cái sản phẩm này á, nó là con của bài của cái loại sản phẩm, nên ở đây á các em lưu ý là các em phải có cái loại sản phẩm trước. Đó, nghĩa là mình có loại sản phẩm trước mình, hay có thể mở cái đồ CD, cái sơ đồ quan hệ, quên, cho các em thấy. Đó, các em thấy ở đây là cái sơ đồ quan hệ này là nó là con của loại sản phẩm nè. À, đó, các em thấy cái mũi, cái khóa vô đây giống như mũi tên đi vào đây nè. Đó, đó, thì cái môn này á, là cái môn công nghệ phần mềm, nhưng mà thầy cũng nhắc luôn, hầu như các trường thì người ta chỉ dạy về lý thuyết thôi, người ta không hướng dẫn em thực hành. À, nên là thầy vẫn hướng dẫn em thực hành luôn để các em thấy thực. Đó, đây là mình đang thiết kế một cái màn hình nhập liệu sản phẩm. À, nó là con của cái loại sản phẩm này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái đồ studio. Cái này cũng nó sẽ là sự liên hệ của SQL nè, của lập trình .NET nè. Nên là các em sẽ thấy môn này nó giống lập trình .NET. Nên là thường thường là thầy dạy môn lập trình .NET, với lại thầy dạy môn này luôn để cho nó thầy dễ hướng dẫn hơn. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ viết cái đồ studio insert nè. À, các em thấy là thầy đang lấy một cái đồ studio đã có sẵn nè. À, modify. Rồi, ở đây thầy sửa lại cái này. Thật ra là nếu mà bạn nào mà làm từ đầu á thì các em sẽ thấy cũng dễ, tại vì mình khi mà mình đã tự viết một cái rồi đó, thì các em sẽ tự làm những cái sau được nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái sản phẩm nha. Hôm trước thì thầy chỉ thiết kế giao diện cái phần nhân viên thôi, thì nói là các em sẽ tự làm cái phần nhân viên đó. Rồi bây giờ chúng ta thấy không, cái code mà thêm xóa sửa thì nó tự động phát sinh, nên ta lấy cái này qua đây là cái cấu trúc, chúng ta đưa vào đây rồi nguyên cái này nè. Đó, chúng ta copy đây. Đó, các em thấy là cái này, cái dạng này thì các em cũng khá nhiều rồi. Ở đây mình sửa lại cái này, do là cái sản phẩm này, mã sản phẩm tự động tăng chúng ta rồi ở đây chúng ta cũng có thể là muốn là mã sản phẩm mà không tự tăng cũng được nhé. Cái này là tại do thầy là muốn làm cho đơn giản một chút. Rồi tương tự đến mã loại sản phẩm, những cái code này thật ra là các em cái cách viết như vậy thì các em biết rồi, nhưng mà khi mà thầy muốn chỉ một bài, thầy muốn chỉ từ đầu luôn cho các em. Giống như bài trước thì không được, thì bài này mình sẽ nắm lại. Thật ra là mình học ở trên lớp á, thường thường thì thầy đa số là thầy chỉ có hướng dẫn nghe một bài, sau đó các em trong lớp các em sẽ làm và thầy sẽ đi vòng thầy coi, thầy hỗ trợ. Nhưng mà do là mình học trực tuyến nên là thầy sẽ quay luôn, nên là thầy mới làm. Thật ra dạy trực tuyến sẽ cực hơn, tại vì thầy phải hướng dẫn luôn. Trên lớp thì thầy hướng dẫn một bài, tương tự mấy bài khác thì các em sẽ tự làm. Nó sẽ copy này xuống đây. Các em thấy email là thầy vẫn thêm giống như bình thường, không có gì hết. Email thật ra là lúc trước á, thì thầy hướng dẫn là email thầy lưu vào một chương mục, nhưng mà bây giờ thì thầy hướng dẫn email là thầy sẽ đưa nó vào cái hướng dẫn em đưa vào luôn, nghĩa là lưu trực tiếp vào SQL. Cái này nghĩa là mình sẽ lưu cái ảnh này trực tiếp vào SQL luôn, chứ không lưu vào một chương mục. Test thử. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo mới nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm cái phần update.
chúng ta viết một lúc hết luôn. Update thì chúng ta sẽ chuyển vô cái mã. Ở đây thì chúng ta sẽ truyền vô một cái mã là mã sản phẩm. Ở đây chúng ta coi mã sản phẩm big in nha các em. Rồi, thầy thấy có bạn nào nó đang có tiếng nên thầy phải nhắc. Rồi, ở đây chúng ta chuyển vô cái mã sản phẩm nha. Ở đây chúng ta sửa lại update. Rồi, chúng ta sửa những cái code này. Tên sản phẩm bằng A cộng tên sản phẩm nè. Ở đây thì chúng ta update cả mã loại, tại vì nhiều lúc á, người ta muốn đổi thành loại khác, nghĩa là người ta nhập cái loại vô rồi nhưng mà sau đó người ta lại thấy cái này không đúng theo loại thì người ta muốn update thành loại khác, nên là ở đây chúng ta mới có cái phần mà update theo loại. Mã sản phẩm. Rồi, hãy coi lại coi nó có bị lỗi. Mã sản phẩm bích in kỳ. Không biết thầy thiếu dấu phẩy hay gì ở đâu.
À, quên. Cái này thầy thiếu A cộng nãy giờ. À. Rồi, nào. Thiếu một dấu phẩy. Thầy đang giảng bài, có một người nhắn tin tới hỏi á, nên là thầy làm thầy không để không tập trung luôn. Rồi bây giờ tiếp tục nhé, sau chúng ta đã làm xong cái mỗi lần chúng ta muốn thấy ở đây á, chúng ta refresh đây sản phẩm. Rồi bây giờ đến cái phần xóa thì nó dễ rồi ha. Thì đây chúng ta chỉ cần truyền vô mã sản phẩm thôi, cái này delete. Thường thường mấy cái này bây giờ đến bây giờ thì các bạn phải là nhuần nhuyễn rồi nha các em, những cái code mà các em xóa sửa. À, các em để ý cũng cẩn thận giống như thầy lấy giờ, thầy cứ để, không để ý là cái phần đấy, là thấy là cái phần xóa là nhanh nhất và dễ nhất đúng không? Rồi, ta refresh. Rồi, chúng ta có thể là viết một cái đoạn code là lấy tất cả sản phẩm. Nếu mà chúng ta muốn hiển thị cả cái phần chúng ta cũng có thể viết insert update chung giống như lần trước phần nhân viên cũng được nhé. Đó, lần trước thì thầy có chỉ các em viết như vậy thì cái đó tùy ý mình đó. Cái này thì chỉ thêm cho các em một cái để các em sau này các em muốn viết chung, nghĩa là thầy muốn chỉ các em nhiều kiểu khác nhau ha. À, đây chúng ta sẽ viết một cái logic lấy tất cả, chúng ta dùng cái lệnh select ở đây nè, chúng ta lấy cả các cột luôn. Rồi chúng ta lưu ý lần trước thì thầy có chỉ các em lấy tất cả các cột bằng cách là các em có thể liên kết. Thôi bây giờ chúng ta chỉ làm đơn giản là chúng ta muốn lấy cả, nếu mà chúng ta muốn lấy cái phần ở đây ví dụ như đây là mã loại nhưng mà chúng ta muốn hiển thị cái tên loại thì hôm trước thầy có chỉ các em là các em sẽ sử dụng cái ví dụ như ở đây chúng ta sẽ dùng let choice ví dụ như là từ cái bảng này let choice, let choice đây đi, let choice với cái bảng là loại sản phẩm on, nghĩa là trên cái sản phẩm chấm mã sản phẩm, mã loại sản phẩm bằng loại sản phẩm chấm mã loại sản phẩm đó, chúng ta liên kết thông qua cái này đó. Rồi ở đây thì mình sẽ hiển thị cái mã loại sản phẩm ở đây, mình cắm ví dụ như là cái tên sản phẩm chấm loại sản phẩm. Nếu mà các em muốn hiển thị cái tên loại sản phẩm á, thì các em sẽ viết ở đây tên loại sản phẩm, nghĩa là các em sẽ liên kết với cái bảng này. Các em nhớ nha, các em phải liên kết với bảng này. Yes, oh. Rồi chúng ta có thể chạy thử thế này. Đó, chúng ta thấy ở đây nè, chúng ta liên kết nó hiện được cái tên loại sản phẩm ở đây rồi. À, rồi bây giờ chúng ta sang bắt đầu chúng ta sẽ qua bên cái này chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện. À, bây giờ chúng ta sẽ thiết kế giao diện của cái, chúng ta nhấn chuột phải đây. Yes. New HTML. Chúng ta tạo cái window form này luôn. Đó. Yeah.
Rồi, ở đây chúng ta qua bên cái phần nhân viên lần trước thầy thiết kế nè, chúng ta sẽ copy cái giao diện qua. Tại vì nếu mà mình không copy như vậy á, thật ra mình vẫn có thể làm được, mình có thể thay đổi phông, nhưng mà mình sửa, mình mất thời gian cái việc mình thiết kế lại cái giao diện. Nên là đây không phải là thầy chỉ các em chỉ copy code mà mình đã hiểu qua một bài rồi. Rồi, ghép sản phẩm. Rồi, ở đây chúng ta qua cái phần nhân viên, chúng ta lấy cái phần này luôn. Chúng ta có thể để cái thêm số sửa ở đây cũng được nhé. Rồi, ở đây các em lưu ý, ở đây mình sẽ là đầu tiên là mình nhìn vô cái này của mình sẽ có là tên sản phẩm nè. Đây mình sẽ sửa lại cái này. Tên sản phẩm. Những cái này là thầy chỉ nhiều rồi. Nên là đây thì thầy chỉ có làm nhanh luôn. Nhưng mà thật sự cái này cũng không nhanh được. Rồi. TST là tên sản phẩm. Rồi, tiếp theo mình coi. Rồi, đây mình có thể sửa cái này là mã loại luôn. Chọn loại sản phẩm. Rồi, chúng ta nhấn quả property cái này. Hôm trước thì thầy có chỉ các em vào cái phần này, chúng ta thêm cái đối với cái phần giới tính mình thêm này, giờ cái này mình không thêm nữa nha. Cái này mình sẽ sửa lại là CB loại sản phẩm. Không có dấu nha. Rồi, cái này mình coi lại cái đề một chút. Chúng ta thấy là đơn giá nhập nè, đơn giá bán nè. Rồi, ghi chú nè, ảnh nè, số lượng. Rồi, mình đây, ở đây mình đúng ra là có thể là người ta có thể có thêm cái ngày nhập rồi gì đó, nhưng mà đây chúng ta đang làm. Rồi, đây là chúng ta sẽ ghi vào nè, sửa lại cái này, đơn giá nhập. Rồi, chúng ta sửa lại là TST đơn giá nhập. Rồi, copy cái này đi qua đây. Thầy giữ phím control, thầy copy thôi. Đơn giá bán. Rồi. TST đơn giá bán. Cái phần kiểm tra kiểu dữ liệu thì các em phải tự viết nha, cái đó thầy cũng hướng dẫn em rồi. Rồi mình nhìn lại code tiếp, mình coi lại tiếp. Rồi ghi chú, phần ghi chú thì chúng ta cho dài một chút thì đó, cái này là chúng ta để là ghi chú luôn đó. Thế là nhiều khi ta muốn ghi chú gì nhiều nhiều chút thì đây chúng ta sửa lại, đây là ghi chú. Các em lưu ý như vậy nè, để cẩn thận hơn các em lưu ý nha. Ví dụ như ở đây các em thấy cái kiểu dữ liệu của cái ghi chú mình 200, hoặc là những cái này tên sản phẩm 100, thì nếu để cho nó an toàn á, người ta nhập vô không bao giờ bị sai á, thì các em nhấn chuột phải và từng cái control này, các em vào cái phần mask len này thì cũng có chỉ các em rồi. Ví dụ như các em tìm cái phần là mask len m chữ m đây, chiều dài ví dụ như là ví dụ như là các em cho ví dụ 180 thôi, người ta chỉ nhập tối đa 180 ký tự đó, ví dụ như vậy đó. Rồi cuối cùng chúng ta là theo cái bài này chúng ta sẽ có phần ảnh số lượng đó. Rồi số lượng nhập đó, đó nghĩa là số lượng ban đầu á, thì đây là copy này ra tiếp. Và chúng ta muốn để cái vị trí số lượng hay là những ghi chú trước sau gì tùy ý chúng ta thôi.
là TT số lượng. Đây, nếu mà chúng ta muốn thêm cái phần hình ảnh thì chúng ta có thể thiết kế này lại chút, giả sử cái này nó kéo xuống một chút, cái đơn giá này chúng ta có thể đưa ở đây rồi số lượng. Rồi chúng ta có thể thêm cái ảnh ở đây. Thì cái ảnh này á, các em lưu ý ở đây thì thầy có viết một cái đoạn code và cái việc mà lưu ảnh, ví dụ lưu ảnh cái này thầy viết rồi nè, lưu ảnh cơ sở dữ liệu đó. Thật ra cái code lưu ảnh này nó hơi phức tạp nên là thầy phải viết trước cái code này thì để hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em cái chỗ này quan trọng nha các em. Đây là các em phải chú ý đó. Thì hôm nay là thầy hướng dẫn em cái đó là có ý hết, tại vì cái phần code mà lưu ảnh nó hơi phức tạp nên là thầy phải viết trước. Rồi đây là cái ở đây thầy sử dụng một cái gọi là ở đây thầy sử dụng một cái picture box, thầy copy nguyên cái này luôn. Cái này thì khỏi rồi, đây chúng ta sửa cái này lại sản phẩm. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thiết kế cái phần, chúng ta cũng có thể sắp xếp cái này cho nó gọn lại một chút. Thấy cái này nó có vẻ nó dài quá, nghĩa là chúng ta lên thiết kế làm sao mà cái những cái này á nó gọn lên, nó đỡ chiếm cái chiều dài của cái. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái lưới vào. Rồi thầy thêm cái này luôn, thầy cũng C. Nếu mà chúng ta thấy cái này nó có thể ấy quá thì chúng ta có thể đưa nó lên đây cũng được. Thế là chúng ta có thể đưa cái phần thêm số sự lên đây. Nó tùy ý chúng ta. Nếu chúng ta có thể cho những này gọn lại thôi, nó dư quá. Mấy cái nút này chúng ta cũng có thể thêm được ảnh vô luôn nha. Thầy hướng dẫn chúng ta nhiều kiểu khác nhau để tùy ý chúng ta, muốn thêm cái, muốn để cái nút ở đây cũng ở đâu cũng được, tùy ý mình nha. Không nhất thiết là lúc nào cũng phải để ở dưới. Có nhiều người thì người ta lại để cái danh sách bên trái bên phải gì đó. Rồi bây giờ đến đối với cái lưới này chúng ta lưu ý như vậy nha, chúng ta bấm vào đây, bấm bỏ hết những cái này đi. Thầy nhắc lại nha, nếu đang chọn nhưng mà nhớ bỏ hết đi. Rồi edit column, bắt đầu mình sẽ ghi cái này thành là trên đây chúng ta là mã sản phẩm. Rồi tiếp theo là tên sản phẩm. Chúng ta để ý nè,
chúng ta để ý chúng ta lên thiết kế cái này nè, nó trùng với cái đồ CDU mà hồi nãy chúng ta hiển thị tất cả, để ý là sản phẩm get on nè, đó, như là tên sản phẩm, đơn giá, ghi chú, ảnh, số lượng, trùng với cái này luôn để chúng ta lấy nó chính xác hơn ha. Rồi ở đây chúng ta lưu ý ở đây khúc này nha, tên sản phẩm nè. Rồi tiếp theo nhìn vô. Rồi đơn giá nhập. Ta ghi cái này. Đơn giá. Đơn giá bán. Rồi nhìn vô residue, chúng ta nhớ là phải trùng residue nha, ghi chú. Ghi chú. Rồi. Ảnh. Rồi chúng ta lưu ý cái chỗ ảnh này nè. Chú ý chỗ này nha, các em chú ý cái chỗ ảnh này cho thầy. À, thì cái chỗ ảnh này chúng ta kéo xuống đây nè, chúng ta để ý cái chúng ta kéo này lớn nha, chúng ta để ý chỗ này. À, chúng ta chọn cho cái này, chúng ta tìm cái email column. Chú ý cho thầy chỗ phần ảnh này nha. Nhớ nha, đó, phần ảnh này hơi khác, nó thấy nó khác không? Đó, rồi thêm cột tiếp nè. Mình nhìn vô cái residue. Số lượng. Rồi đây mình hiển thị số lượng. Nó bị lỗi cái phần gõ tiếng Việt nhé, tí sửa lại sau. Rồi có nhìn nữa không? Rồi tên loại sản phẩm, mềm gõ tiếng Việt có vấn đề. Rồi. Ta sửa lại này tí. Đó, chúng ta thấy cái phần mềm gõ tiếng Việt nó có vấn đề đúng không? Rồi, ở đây chúng ta để ý chúng ta phải sửa chỗ này nha, sửa mấy cái property này luôn, mã sản phẩm nè. Cái này lưu ý là nhắc lại một lần nữa nè. Nó sẽ trùng tên với nó sẽ trùng tên với cái tên cột ở bên đây ha. Rồi, tên sản phẩm, mã sản phẩm, rồi cái này tên sản phẩm. Nếu mà chúng ta khác khác tên là nó sẽ không hiển thị được dữ liệu, các em lưu ý như vậy nha. Đó, nó cái này nè, đặc biệt cái này phải trùng tên. À, đó, chúng ta copy từ cốt mẫu nhưng mà chúng ta không biết sửa những cái này á, thì coi như chúng ta không biết, chúng ta không hiểu. Nó không sửa mấy cái này nó đâu có hiển thị được. Thầy biết có nhiều bạn chưa hiểu nên thầy hướng dẫn đi với hướng dẫn lại nha các em. Rồi ghi chú. Đúng như là thầy sẽ lên chia cái này thành nhiều buổi khác nhau, nhưng mà thầy thấy các em cứ coi video, các em coi từ từ nên là lưu ý mình coi lại cái này là ảnh nha, chứ không phải email nha. Ảnh. Vì khi thầy nói thầy dạng thầy nói cái tí không thầy không để ý luôn. Rồi cái này số lượng. Rồi cái này là tên loại sản phẩm. Mình coi lại một chút hai cái này. Các em phải để ý cho cái này. Số lượng nè. Cái này là chứng thư nè. Tên loại sản phẩm nè. Mình sửa giống y đúc luôn. Rồi. Vậy là mình đã thiết kế xong cái
giao diện của cái phần này rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ viết code nhé. Có thể là chúng ta để nó nằm ở ngay đây cũng được, tùy ý chúng ta nhé. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ viết code là cái code mà hiển thị nè. Chúng ta còn nhớ là thầy có chỉ chúng ta là chúng ta bắt sự kiện đầu tiên là for block. Chúng ta tìm chữ log đâu rồi. Rồi log này là hiển thị cái gì nè. Chúng ta để ý ở trong cái bài chúng ta nó sẽ có phần hiện loại sản phẩm trước nè. Giống như các em học cái môn công nghệ phần mềm này nói là đầu tiên thì hiện các danh mục cho việc nhập sản phẩm D3 thì đầu tiên chúng ta phải hiển thị cái nào nó cho hiển thị có trước để nhập. Đúng ra là cái này á, chúng ta lên chọn loại sản phẩm rồi mới nhập tên và lên là cái này đúng là như vậy ha. Nên là thầy chuyển là sẽ lại tí. Thầy chuyển qua đây. Mình cho chọn loại sản phẩm mình cho nhập tên chứ. Đó. Nghĩa là bạn cha phải có rồi mình mới nhập được bạn con. Các em lưu ý cái code này mà các em không nhập cái loại sản phẩm trước là các em qua đây là các em nhập không được nha. Đó. Quên ở bên cái này nó sẽ có một cái phần là chọn ảnh. Chúng ta phải bấm, chúng ta có một cái là chọn ảnh. Lên ở đây chúng ta sẽ có cái đoạn code chọn ảnh ở đây. Ở đây là phải có phần chọn ảnh nha. Cái code này chúng ta sẽ nó hề để ở đây cũng được. Thôi để lại đi. Đây là chọn ảnh nha. Rồi chúng ta bắt đặt sự kiện đặt tên nữa BNT chọn ảnh. Rồi chúng ta bắt sự kiện chọn ảnh này luôn. Rồi thì chúng ta sẽ viết cái đoạn code và chọn ảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cái đoạn code là hiển thị dữ liệu vào trong cái nghĩa là chúng ta sẽ viết là lost loại sản phẩm. Thì cái đoạn code này á, chúng ta lưu ý là chúng ta đã viết ở bên cái phần mà loại sản phẩm này nè. Nên là đây chúng ta qua bên phía này nè. Chúng ta lưu ý chúng ta có đoạn code load loại sản phẩm này nè. Đó, copy cái này. Copy cái này nha. Chúng ta qua bên cái đây nè. Chúng ta viết một cái residue ở đây. Public nè. Void nè. Rồi cái khúc này không phải lót vào cái này chúng ta phải dùng là CB. Nó chứ là lót vào. Đó, rồi chúng ta có thể cho chạy trước cái này luôn. Đó, chúng ta còn nhớ là thầy có chỉ chúng ta cho chạy vô đây luôn. Sản phẩm để chúng ta kiểm tra này trước đã. Rồi chúng ta chạy thử nè. Rồi có cái số lượng bao nhiêu vậy, bao nhiêu vậy. Các em cứ chú ý, các em thể sau cái buổi này các em coi lại video cũng được nhé. Tại vì có thể lúc này lại hướng dẫn như vậy á,
có thể là sẽ khó với các em nghe nghe kịp liền. Rồi, nó đang biên dịch chưa xong nhé. Rồi cái này thầy chưa viết xong à, cái này nó có bị sai chỗ này, cái này không phải thông tin nhân viên nha các em, cái là thông tin sản phẩm. Các bạn cái phần này nó có hình ảnh nên nó hơi khó một chút. Rồi bên đây chúng ta còn nhớ cái phần viết cấu cốt mà hiển thị vào trong cái này. Chúng ta còn nhớ là chúng ta phải có cái là cb.displayValue. DisplayNumber bằng mã sản mã loại sản phẩm. Phải có cái dòng lệ này nha, đối với hiện vào PowerBox nha. Rồi, cb.valueMember bằng mã loại sản phẩm. Rồi cái này là tên loại sản phẩm. Đó. Rồi mình chạy lại thử. Cái này là cái code mà hiện vào combo box thì thầy có chỉ game rồi. Nên là code này. Đó, ở đây nó hiện thị ở đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiếp tục, mình sẽ viết cái phần disable and label. Thật ra những cái rồi tiếp theo mình nhìn vô cái bài cốt mẫu. Đó. Rồi cái bài cốt này á thì nó sẽ giống như cái bài cái bài mà là mà thầy đã hướng dẫn cho em một cái bài rồi. Ở bên cái phần lập trình .net lên, bây giờ thầy mở cái bài bên đó qua. Bài luôn. Rồi chúng ta copy này qua. Rồi. Rồi chúng ta nhớ ở đây là chúng ta sẽ là TST nè. Disable là TST là tên sản phẩm nè. Đó. Rồi TST có cái nào mà địa chỉ thầy quên. Rồi. Rồi cái này TST ghi chú nha, cái này bị sai nè. Đó. Ghi chú nè. Thật cái này nhé. Test đơn giá bán. Rồi, test số lượng. Thật ra là mấy cái test này á, mới đầu chúng ta có thể cho người ta lít vô cũng được, ta gõ cũng được, cũng không cần phải label for gì đâu. Nhưng mà mình làm đang làm theo cái đề nha, mình đang làm theo cái đề là yêu cầu của thầy. Còn mấy bốt mà chúng ta có thể là không có visible nó cũng được. Rồi chúng ta coi lại nó có cái gì nữa. Ghi chú số lượng đơn giá bán trên sản phẩm. Rồi tiếp theo là chúng ta là BTN. Chọn. Ta coi lại code này.
BTN. Rồi, chúng ta sẽ đưa nguyên tất cả những cái này, này. Khi mà chúng ta cái phần enable chúng ta chuyển này là to hash. Thật ra chúng ta có thể chuyển những cái bin vô đây cũng được. Nhưng mà thầy viết như vậy á, nó hơi lâu một chút, nhưng mà để chúng ta dễ hiểu từng cái. Rồi. Khi mà chúng ta viết một cái rồi các em cứ nhớ là thầy đang chỉ các em từng bước, các em đưa lên đây đó, các em chạy nó có đúng ý của mình hay chưa đó. Mới đầu là cái này chỉ hình thầy thôi ha, có thể là cái này các em cho ta chọn hoặc là các em cái đó các em cũng có thể là các em enable nó luôn, tức là cái cb này chấm enable for luôn. Vậy đó cho nó thống nhất luôn. Rồi sau này ví dụ như theo yêu cầu thực tế người ta muốn các em thấy là mỗi lần mà thầy viết một cái là thầy chạy thử ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ viết cái sự kiện thêm nè, và mình nhìn vô cái bài mẫu đó. Bây giờ chúng ta ví dụ như là chúng ta lại coi đó, cái bài mẫu này nè, sau đó enable xong đó, hiển thị dữ liệu vào cái git view đó. Vậy là mình sẽ viết cái code hiển thị dữ liệu git view luôn. Rồi sẽ viết là public void nè. Nghĩa là hiển thị tất cả vào trong cái sản phẩm ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái này, mình sẽ thêm các proxy đi vào cho cái phần sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cái proxy đi cho phần sản phẩm. Các em lưu ý là như vậy, các em nhấn chuột phải vào đây nè, các em chọn query à. Đó, mình chọn cái này. Rồi, mình tìm là sản phẩm chọn hết đi à, next. Rồi, thật ra là mình có thể viết cái tên khác cũng được à, nhưng mà ở đây không phải ở đây. Một cái tiếp theo lại thêm tiếp insert chúng ta nhấn F2 nha, copy nè. Rồi, update. Cái này chắc là thầy phải hướng dẫn thành lần thứ 3, thứ 4 rồi á, nên là bạn nào mà vẫn chưa nắm được ha, thì các em nhớ là các em phải coi lại video này nữa.
Rồi, delete. Vì nên ta copy cái test à. À. Nhấn chuột phải. Delete. Rồi, vậy là chúng ta đã thêm các đồ CD vào. Rồi. Ta có thể kéo này cho một chút. Rồi, mỗi lần mà chúng ta đã thêm xong, ta nhớ bấm lưu một cái, bấm vô lại lưu một cái. À. Chúng ta lưu ý cái đoạn code mà để kết nối với cơ sở dữ liệu của cái phần mềm này của mình nó nằm ở trong đây nhé. Đây là cái đoạn code. Ta có thể nhắc lại một lần nữa. À. Đây là cái tên của máy tính hay là địa chỉ IP cũng được. À, còn đây là tên của cái cơ sở dữ liệu. À, lưu ý như đó. Chúng ta chỉ kéo một lần cái này vô thôi, không có cần kéo lần thứ hai. À. À, chúng ta muốn thay đổi tên máy khác thì chúng ta sửa ở trong đây. Lưu ý như đó. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ viết cái đoạn code hiển thị dữ liệu nè. Rồi bây giờ thầy qua bên cái loại sản phẩm nè. Đó, thì go to definition như này. Đó, copy nguyên cái đoạn code này luôn. Đó, này. À, thì bây giờ cái này thay vì nó là loại sản phẩm mình như là sản phẩm. Cẩn thận copy hay bị sai lắm nha. Rồi thiếu một cái là sai hết nha các em. Cái nào màu đỏ là không được nha, nó bị gạch đỏ là không được. Rồi này gán lock dữ liệu. Ở đây nếu mà chúng ta không muốn lock field bình thường, chúng ta bấm vào SB đó, set on. Đó. Chuyển B vô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái dòng đầu tiên của cái lưới lên phần thông tin dữ liệu ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ gắn test nè, tên sản phẩm nè. Khúc này mới là khó nha. Rồi, copy cái này xuống tiếp. Test đường giá bán. Ta coi lại cái đồ CD này. Đầu tiên là mã sản phẩm, đơn giá nhập. Rồi đơn giá nhập trước là cột 2 nhé. Đơn giá bán. Đơn giá bán. Rồi ghi chú rồi ghi chú đến ảnh. À, các em lưu ý là cái ảnh mình dùng cái picture box một. À, cái ảnh này á, thì thầy có viết một cái đoạn code để lock ảnh ở đây nè. À, thì cái này là người ta chọn ảnh. Ở đây chúng ta sẽ có một đoạn code là hiển thị dữ ảnh, hiển thị dữ liệu ảnh nha. À,
Rồi, đây là cái dòng lệnh mà hiển thị dữ liệu ảnh Rồi, cái dòng này hơi phức tạp nha. Ở đây nè, nó sẽ lấy cái giá trị của cái dòng hiện hành. Các em lưu ý như vậy nè, khi mà các em sử dụng cái nghe hình dạng khúc này chút ha. Khi mà các em sử dụng kiểu dữ liệu là ảnh á, ha, thì cái này á, nó sẽ là kiểu byte, nghĩa là kiểu gì phân. Nó là hiệu nghĩa là nó là một cái dạng một cái dãy nhị phân ha. Nghĩa là nó là một cái dạng, lấy lại đây xài sử dụng cái byte là lưu trữ giống một mạng nhiều byte á, nghĩa là ảnh nó một mạng nhiều byte, nó lưu vào trong một cái mạng này. Nên là đây là thầy sử dụng cái dòng lệnh sử dụng cái đây một cái thư viện. Thì đây cái cách thầy viết thì thầy là có viết một cái đoạn code ở đây rồi, nên là đây, các em lưu ý là nó lấy cái dòng hiện hành này. Rồi ở đây thầy đưa qua đây thầy hướng dẫn nè, cái chỗ hiển thị ảnh hơi phức tạp nha. Hiển thị ảnh rồi, phần hiển ảnh nha, đầu tiên là chúng ta muốn lấy cái ảnh là nó là dòng thứ năm, cột thứ năm của cái dòng không. Ở đây chúng ta đang hiển thị vào dòng không. Rồi cái này chúng ta sử dụng một cái thư viện, ta lưu ý ở đây chúng ta sử dụng một cái thư viện, cái là picture 1 nè. Ở đây chúng ta sử dụng một cái thư viện, ta đưa con chó đây nè, đó, chúng ta sử dụng cái thư viện này. Chúng ta nhớ là using, ta bấm vào đây cái tự động nó thêm cái thư viện using này vào lên đây cho mình liền. Đó, các em thấy là mỗi lần mà các em viết một đoạn code nào mà nó bị như vậy, các em biết nó cần sử dụng thư viện nào á, thì các em lưu ý các em đưa con chó vào đây nó sẽ gợi ý cho mình liền. Đó, thì đây là cách hiển ảnh nha, nhớ dòng này là hiển ảnh. Rồi tiếp theo mình nhìn vô cái bài này hơi phức tạp một chút. Rồi tiếp theo cuối cùng là số lượng với lại tên gọi sản phẩm, thì cái này là bình thường rồi. Bí này số, cái bài này hơi phức tạp cho nó có cái phần ảnh đó. Test số lượng. Đây là dòng 6. Rồi, test CB loại sản phẩm. Test bằng đây là cột thứ 7, tôi xin lỗi cột 7. Lấy là cột nha, chứ phải dòng. Rồi. Nếu mà không có dòng dữ liệu nào thì tất cả những cái này chúng ta sẽ xóa sạch trong. Cho lưu ý như vậy, nếu mà không có gì hết thì ở đây chúng ta sẽ là cho trống hết. Thì đây chúng ta chuyển sang cái clear nè. Clear nghĩa là giống như test bằng trống á, lưu ý như vậy. Phức tạp chút. Nghĩa là code này thầy có hướng dẫn các em rồi nha. Rồi đối với cái ảnh á, chúng ta cũng có thể là gán ảnh bằng đúng cũng được, nghĩa là nó không có hiện gì hết. Trong cái đoạn code mà thầy có lót ảnh là thầy có viết cái đoạn code này nè. Rồi tiếp theo là TT số lượng. Em nhớ cái clear nghĩa là xóa trống ô text box nha. Rồi CB là sản phẩm chấm select index. Em lưu ý select index bằng không, nghĩa là hiển thị cái dòng không. Em lưu ý là nhập cái sản phẩm này thì bắt buộc là loại sản phẩm phải có, nếu không có loại sản phẩm là mình sẽ không nhập được. Nếu mà hay khi là vừa mở cái form này lên, nếu mà không có cái loại sản phẩm là mình phải báo là không có loại sản phẩm nên mình không có lưu được. Lưu ý như vậy, nếu mà loại sản phẩm nó không có gì hết là không lưu được. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử. Cái này nó sẽ không load gì cái gì hết nha. Ở đây nó chưa load được cái gì hết. Nhưng mà mình vẫn chạy tại vì
mới đầu thì nếu không có gì vẫn chạy được nha, chúng ta lưu ý. Nếu mà chúng ta bấm viết cái đoạn code này khi mà đã chạy á, em chào thầy chút, thầy coi lại cái lỗi này một chút nhé.
tạm dừng dừng cái quay này một chút, cái khung này thầy đang bị thầy coi lại tốt một chút.